Rồi, work form chưa bao giờ là một bài tập dễ lấy điểm, đặc biệt là khi mà chúng ta phải có quá nhiều kiến thức liên quan đến cái dạng bài tập này. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải học một đống gia đình từ của một từ vựng. Rồi sau khi học xong, chúng ta phải tập để xem coi vị trí mà chúng ta cần điền vào là danh từ, động từ, tính từ hay là trạng từ. Tức là có rất rất nhiều thứ chúng ta phải làm trong bài word form. Và ngoài ra bài word form còn khó lấy điểm tại vì nó có rất là nhiều cái bẫy. Thì ngày hôm nay sẽ tổng hợp một số những cái bẫy phổ biến mà hay ra trong bài word form. Thì trong quá trình làm bài, nếu như có thêm cái gì đó nữa thì sẽ lưu ý các bạn sau. Còn hiện giờ các bạn lưu ý những cái sau đây mà thầy đã đang nói. Cái bẫy đầu tiên trong bài word form dễ thấy nhất đó là bẫy danh từ số nhiều. Thế nào gọi là bẫy danh từ số nhiều? Nghĩa là dễ thấy là cái điều mà chúng ta cần phải điền vào đó là một danh từ. Ví dụ như câu này, nhìn thoáng qua chúng ta thấy sau many, hoặc là đứng ở đầu câu làm chủ từ thì cần phải là một danh từ. Cái này thì các bạn có thể theo dõi cái video cách làm bài word form. Như vậy danh từ của visit thì chúng ta sẽ dễ có đó là visitor. Hãy xóa cái phần này. Đó là visitor. Nhưng nếu như các bạn chỉ điền đến visitor như thế này là các bạn dừng, thì các bạn vẫn sẽ không có điểm, mặc dù công lao các bạn đã ráng nhớ được danh từ của visit là visitor. Bởi vì lúc này phía sau nó là many. Nó đang đứng sau many. Mà sau many thì phải là danh từ đếm được số nhiều. Như vậy chỗ này các bạn phải thêm s. Đáp án chính xác của chúng ta phải là visitors. Tương tự bên dưới, a lot of. Chúng ta biết danh từ của produce là product. Và nếu như chúng ta điền vào ngay đây là chữ product thì cũng tương tự như câu trên, chúng ta vẫn chưa có điểm. Tại vì sau a lot of nó có hai trường hợp. Một là danh từ số ít thì không cần phải nói. Còn nếu đếm được giống như product thì product phải có s. Hoặc là các bạn có thể dựa trên cái to be theo sau, nó là to be are. Chắc chắn ở đây nếu như các bạn nào mà còn nghi ngại cái a lot of, nhiều khi nó còn là danh từ số ít, thì sorry, nhiều khi nó còn là danh từ không đếm được, thì các bạn có thể dựa trên chữ are để biết chắc chắn ở đây là danh từ số nhiều. Tại vì are chỉ đi chung với danh từ số nhiều mà thôi. Như vậy product của chúng ta phải thêm s thì câu này nó mới hợp lý. Vậy là cái thứ nhất là cẩn thận với bảy danh từ số nhiều. Ngoài chữ many với a lot of, nó còn một số cái, một số từ mà phía sau là danh từ số nhiều, ví dụ như là lots of, hoặc là một số số đếm như là two, three, vân vân, hoặc là some. Đó, đây là phía sau của nó thường là những danh từ số nhiều, plural noun. Cẩn thận với những từ này. Tiếp tục, thứ hai là quy tắc sau to be, sau a and the. Chúng ta hay học sau to be là một tính từ, sau a and the là một danh từ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chúng ta sẽ ví dụ thứ nhất, Annie is a để trống student. Đúng, cái khoảng trống này lúc này đang là phía sau chữ a. Nhưng chúng ta không thể nào bê nguyên cái chữ laziness một danh từ vào đây được, là tại vì nó đã có danh từ sẵn rồi. Vậy khi đã có danh từ sẵn rồi thì chúng ta phải chấp nhận rằng chỗ này không còn là chỗ của danh từ nữa. Lúc này chúng ta sẽ không dựa vào chữ a để xác định word form nữa, mà dựa vào student. Như vậy một danh từ đứng đây thì vị trí đứng trước sẽ là tính từ. Như vậy lúc này đáp án của chúng ta phải là lazy. Tương tự bên dưới, chúng ta hay được biết là sau to be là một tính từ. Nhưng các bạn hãy coi kỹ câu này, this project was completed by a group of students. Nếu như bạn nào có học về câu bị động, các bạn sẽ hiểu rằng câu này có nghĩa là cái dự án này đã được hoàn thành bởi một nhóm học sinh. Lúc này chữ completed này đang là một động từ và đây là cấu trúc be verb 3 trong câu bị động. Như vậy lúc này chúng ta không dựa vào chữ was để tìm word form mà dựa vào completed. Động từ ở đây thì chỗ này phải là trạng từ. Như vậy đã khác rồi, sau to be không là tính từ nữa mà là trạng từ. Như vậy đáp án ở đây nếu bạn nào còn nghĩ là successful thì các bạn đã lầm, nó phải là successfully. Được chưa các bạn? Dự án này đã được hoàn thành một cách thành công bởi một nhóm học sinh. Cho nên cẩn thận với những nguyên tắc chúng ta tưởng rằng rất dễ. Nhìn cho nó hết câu. Ví dụ sau a không còn gì nữa thì chắc chắn là danh từ. Sau to be không còn gì nữa thì sẽ là tính từ. Nhưng phía sau nó có cái gì thì phải coi cho kỹ. Quy tắc số 3, nghĩa của câu. Cái này rất hay ra. Lấy ví dụ, đứng đầu câu mà có dấu phẩy chắc chắn là trạng từ. Như vậy dễ thấy đây chúng ta sẽ có chữ luckily. Nhưng các bạn để ý khi chúng ta quăng luckily vào, luckily the earthquake caused serious damage to the city. Thật là may mắn, vụ động đất đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho thành phố. Như vậy thì may mắn cái gì?
Trên chỗ này đáp án của chúng ta cũng là một trạng từ, nhưng phải là unluckily. Đây là vấn đề chúng ta phải hiểu nghĩa. Thì dĩ nhiên với những câu đòi hỏi hiểu nghĩa của câu thì đề bài có lẽ là sẽ cho những từ vựng dễ một chút để các bạn dễ nhắm cái nghĩa của câu. Nhưng vấn đề là các bạn phải chịu khó coi cho hết câu. Tương tự bên dưới cũng vậy. I đứng sau chủ từ chắc chắn sẽ là một động từ. Bản thân agree là một động từ sẵn rồi. Vậy nếu bạn nào mà các bạn chưa suy nghĩ gì hết, các bạn đưa ngay một cái động từ là agree vào. Hợp lý về ngữ pháp nhưng không hợp lý về ngữ nghĩa. Tôi đồng ý với ý kiến của anh ta bởi vì tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay. Câu này là hoàn toàn bất hợp lý. Phải là tôi không đồng ý. I disagree with his idea because I don't think it's a good one. Nha, nên các bạn lưu ý giùm thầy nha. Về cái phần nghĩa của câu, nó có thể 7 cái trạng từ, nó cũng có thể 7 cái động từ. Và cái cuối cùng là chia động từ, tức là xoáy vào những phần work form và động từ. Xoáy vào work form và động từ là như thế nào? Chắc chắn đứng sau chủ từ là một động từ. Đứng sau chủ từ là một động từ. Dễ biết động từ có appearance là appear. Nhưng đến đây mà dừng là sai. Tại vì đây là những việc xảy ra ở năm 1978, in 1978, thì lúc này appeared phải ed. Còn không thì dựa vào cấu trúc song song của chữ and, đằng sau là cột 2 thì đằng trước cũng phải là cột 2. Nhưng cái này thì khó ai nhìn ra lắm, chúng ta nên tập trung vào cái năm dễ hơn. Tương tự phía dưới này cũng vậy. Danh từ của satisfaction là satisfy. Nhưng để như vậy không có điểm, tại vì nothing theo sau là một động từ chia ở dạng số ít. Nothing là một động từ số ít. Sorry, nothing là một danh từ tính như số ít. Trên động từ theo sau nó phải thêm s hoặc es. Trong trường hợp này satisfy phải đổi y dài thành y ngắn rồi thêm es. Nothing satisfies him now. Vậy tổng hợp lại hôm nay chúng ta lưu ý những điều gì trong 7 work form? 1. Work form có thể 7 chúng ta về danh từ số nhiều. Cẩn thận với những từ theo sau là danh từ số nhiều. 2. Work form có thể 7 cho chúng ta những quy tắc đơn giản. Ví dụ sau to be là tính từ, sau are and are là danh từ. Đây là một trường hợp sau are and are không phải là danh từ. Và đây là một trường hợp sau to be không phải là tính từ. Xem cho kỹ. Trường hợp số 3 có thể 7 ở nghĩa của câu. Nên đọc sơ qua nghĩa của câu, xem coi cái từ mình điền vào đã hợp lý hay chưa. Thường là khi 7 nghĩa của câu, mình ta sẽ cho một cái từ trái nghĩa hoàn toàn luôn, thì người ta mới 7 cái nghĩa của câu được. Và trường hợp cuối cùng là với những lúc work form mà là động từ thì phải coi cho kỹ. Nếu work form là động từ thì coi coi động từ đó có phải thêm SES hay có phải thêm ED hay không. Rồi, thì đó là tất cả lưu ý của thầy trong ngày hôm nay.